vì sao việt tân điên loạn đòi trả tự do cho phạm đoan trang sau khi phạm đoan trang bị bắt dõi theo các trang mạng lề trái thấy nổi lên trang của tổ chức phản động khủng bố việt tân liên tục đưa tin viết bài kêu oan thanh minh chối tội và đòi trả tự do cho phạm đoan trang không chỉ dừng lại ở việc đưa tin trang bị bắt việt tân có series bài từ ca ngợi trang như người con gái quả cảm hay thư của Trang gửi trước khi đi tù, đến việc đăng tin những tổ chức như Phóng viên không biên giới RSF đòi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với Trang, hay ý kiến của Đại sứ quán Mỹ. Có thể nói, Việt Tân đang điên loạn, kêu gào đòi trả tự do cho Phạm Đoan Trang. Câu hỏi đặt ra là tại sao Việt Tân lại điên loạn đến như vậy? Sự điên loạn của Việt Tân cho thấy công an việt nam đã chặt đi một tay chân sừng sỏ một đầu mối tích cực nhất của tổ chức này ở trong nước ngược dòng lịch sử phạm đoan trang là một trong những đầu mối trong nước điển hình mà việt tân đã chiêu mộ thành công qua tổ chức ngoại vi của mình là voice qua tổ chức voice việt tân đã chấm chọn phạm đoan trang từ sớm đưa trang ra nước ngoài huấn luyện đào tạo bài bản và tung về nước hoạt động phạm đoan trang là mẫu hình cho số cơ sở trong nước của Việt Tân từ hoạt động tuyên truyền cho tới viết sách rồi thành lập hội nhóm trái pháp luật chống phá nhà nước. Có thể nói, trang dù trẻ nhưng thuộc hàng thủ lĩnh của phong trào dân chủ trong nước có thể sánh ngang với Nguyễn Quang A hay một số nhân vật khác. Việc Việt Tân điên loạn cho thấy công an đã bắt đúng người đánh trúng chỗ. Đương nhiên, chỉ Việt Tân phản đối còn dư luận đồng tình cao rác rưởi thì phải hốt hết đi để bảo vệ môi trường trong lành. Còn nơi nào cần nhập rác, nhập phế thải thì xin mời chờ sẽ được tọa nguyện. Phạm Đoan Trang, sinh năm 1978 tại Hà Nội trong một gia đình cơ bản, được ăn học tử tế, từng là học sinh trường phổ thông trung học Hà Nội Amsterdam nhiều người phải thừa nhận. Phạm Đoan Trang có năng lực học hành, viết lách sắc sảo, có tài năng, từng là phóng viên có triển vọng tại nhiều tờ báo ở Việt Nam như VN Express, Việt Nam Net, Pháp Luật. Tuy nhiên, có chút năng lực nhưng vì các động cơ cá nhân, Phạm Đoan Trang đã đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, của nhân dân, của đảng và nhà nước. Trong nhiều bài viết, nhiều cuốn sách như Chính trị bình dân, Cẩm nang nuôi tù đều xuất bản chui, Phạm Đoan Trang xuyên tạc bóp méo tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, kích động những người nhẹ dạ cả tin tham gia biểu tình, chống phá chính quyền, nhà nước, làm mất an ninh trật tự, phá hoại môi trường hòa bình, ổn định chính trị ở Việt Nam. Trong phát ngôn cũng như hoạt động của mình, Phạm Đoan Trang bất chấp đạo lý, luôn thể hiện cái gọi là tinh thần dấn thân, đã liên kết với một số blogger chống phá dưới các chướng dân chủ, xã hội dân sự, hô hào mang lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Nguy hiểm hơn, đối tượng này được cho là thành viên phối hợp tích cực với tổ chức Việt Tân, tổ chức đã được Bộ Công an xếp vào tổ chức khủng bố. Ngưu Lai, Mã Khứ Tầm Quy, cùng với Phạm Trí Dũng, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải, nội công, ngoại kích, không từ âm mưu, thủ đoạn nào nói xấu đất nước, chế độ, lên án xã hội, vu cáo chính quyền, từ thực hiện âm mưu lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước với thủ đoạn dẫn lang nhập thất phạm đoan trang liên hệ với nhiều tổ chức ủy ban nhân quyền quốc tế để đối thoại thảo luận trước các báo cáo định kỳ phổ quát liên quan đến tình hình dân chủ nhân quyền việt nam trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông mạng hải ngoại vu cáo thực tiễn vấn đề quyền con người từ đó tạo ra nhận thức sai lệch của các tổ chức cộng đồng quốc tế gây sức ép đối với việt nam trong quá trình hội nhập đàm phán ký kết các hiệp định quốc tế mà việt nam tham gia với một chân tướng như vậy, thật kịch cỡm cho một giải tự do báo chí, treo đầu dê bán thịt chó của RSS. Và cũng thật tiếc cho một niềm tin lạc lối, không biết quay đầu là bờ.